đặt cái lùng dây điện là lì mì lắm, khiếp đó. Mà nó nóng một lần, nó ở đó nó nóng thì không không thể tả nổi đâu. Anh nghĩ một cái phòng của em thuê là ba vạch là tầm 12 mét vuông, mà nó bắt một cái điều hòa xong hai cái fan lớn như này to trên trần đó nha, mà vẫn thấy nóng khiếp. Nóng ở đó, cái nắng ở đó thì thôi không thể tả nổi, mà đỡ cái nắng ở đó nó ít đen hơn là cái nắng ở mình, hên là vậy đó. Trời, mình nói chuyện hồi không biết nói thôi quay lại thịt đi, nó nói chuyện đồ ăn vui lắm, chuyện đồ ăn vui lắm. Thì đồ ăn là thịt bò không được ăn rồi hả? Còn thịt heo thì mới đầu qua là nghĩ là đạo nó không ăn thịt heo thôi, theo đạo nó mới ăn thịt heo, thì cuối cùng là con heo là con dơ, con vật dơ, nó kêu con heo ở dơ nó không ăn. Mà cũng có người ăn thịt heo nha, cũng có người ăn thịt heo nha, mà thịt heo bên đó cực kỳ dở luôn. Đặc biệt là con rắn là không ăn hết, có chỉ có việc em con chó thôi nha. Nói đến con chó thì có một vài nước ăn chó nha, vì một tụi Africa nó vẫn ăn con chó, nhưng mà đặc biệt con rắn là không ai ăn hết. Con rắn á, là tụi nó kêu là con rắn là con vật có tâm, nhưng mà tâm nó giống con người thôi, nhưng mà tâm con rắn là tâm xà, tâm xấu, tâm nó xấu thôi đó, là đặc biệt không ai ăn con rắn hết. Còn mày nói em bầu chọn là con gà là con tẩu nhất, vì đó nó không có con vịt luôn. Chị em ăn mỗi con gà, cứ đè đầu con gà mà ăn thôi. Mà em coi cảnh làm thịt gà, anh thấy làm thịt gà mà nó làm hay lắm, nó không có trụng nước rồi nhổ lông như bên mình đâu. Bắt đầu anh ra em đi mua thịt gà ấy, là có mấy con gà trắng trắng á, bắt đầu chỉ con gà này, bắt đầu lựa con gà đây, rút cái dao to ăn, để con gà này nó chặt cái đầu, chặt một phát một rồi rớt cái đầu con gà ra luôn. Rồi sau này hắn có cái thùng như vậy, hắn giục con gà vô cho con gà đập mình vài cái, xong con gà chết là hắn nhổ lông không. Con gà bên nó không ăn da nha, hắn lột bay cái da luôn, xong rồi con gà máu nó không ra được, nó tím con gà lại. Thịt gà nó ăn không ngon nên em qua đó em không ăn được cái gì hết á. Rồi bên nó đặt cái là nó không ăn rau, nó chỉ ăn củ là nhiều thôi, cứ ba cà rốt hay cà chua, khoai tây, đặc biệt là khoai tây nha, muốn ăn đa phần ngày nào cũng có khoai tây với đậu, thức ăn mấy hạt lên mầm á là nó ăn đậu nè. Rồi curry thì nói chung là thức ăn thì hay có cái bột, gọi là bột, bên nó là nhà nào cũng ăn đa phần là bột masala, nó tên là masala ấy. Để thức ăn dở ngon gì cũng có một mùi hết á, ví dụ như thịt gà nó cũng bỏ một đống masala vô mình ăn mình cũng thấy cái vị đó. Xong thịt cá nó cũng bỏ một đống masala vô ăn thì thịt cá cũng như thịt gà, nó bỏ nhiều cực kỳ, mà thức ăn nào cũng có màu vàng nha. Em qua đó ở 7 tháng, xong rồi Tết em về quê em nói giờ cái thức ăn nào mà có màu vàng thì em không ăn nữa. Hôm qua 7 tháng đầu thì em không nấu ăn, thì đa phần là ăn ở canteen. Ăn ở canteen thì cứ rau củ, có củ thôi không có rau, nói chung là ăn củ biết không, ngày nào cũng ăn củ. Rồi em được mấy đứa trên canteen đó gọi là noodle man, tại vì trưa nào em cũng ăn mì hết, em không ăn được món nào khác ngoài món mì hết, trưa nào em cũng ăn mì xào hết. trưa nào em cũng ăn mì hết, cứ ra canteen là ông đó không nói noodle, xong rồi em lấy noodle, cứ miết vậy thôi, ngày nào em cũng ăn mì hết. Mà mì đâu phải nó xào như mình mì xào rau củ thịt rồi trong đó đâu, mì nó không có gì, có có một ít số, từ anh kể curry, có một ít số thôi, vậy thôi xong. Còn curry á thì thường á là bên đó người ta sang curry gà à, nói chung là món đó một tuần anh được ăn ở canteen thì một tuần có hai lần món đó, người ăn được nhắc, nói chung là được nhắc trong tất cả các món, ngon cũng ngon. Còn cái vấn đề ăn bóc á hả, chắc ăn bóc nhiều người quan tâm lắm, tại ai cũng hỏi em ở bên đó có ăn bóc không. Trước khi đi là chị em cho em hai đôi đũa, xong xếp cái băng keo cuốn lại bỏ trong vali. Thì qua đó chị nhàn là chị đi học chung với em, chị đó không có đôi đũa nào thì em cho chị đó một đôi đũa. Xong một đôi đũa em nhớ em dùng nguyên một năm luôn, tới giờ vẫn chưa bỏ. Là một đôi đũa sau dùng một năm. Thì hỏi đứa nào ăn bắp, thì đa phần là số người Ấn, người lớn tuổi thì ăn bắp. Xích người ta cũng ăn bắp, người ta đổ xích vô bắt đầu. Người ta lấy cái tay, người ta nhào ra, ăn trong cái đĩa như vậy này. Bắt đầu đổ vô là ba bốn người ăn chung, bắt đầu cứ hốt vậy rồi bỏ vô miệng. Mà cực kỳ khó nha, em học rồi, em tập ăn cái đó rồi, nhưng mà ăn cực kỳ khó luôn, không phải dễ đâu. Hắn hốt nha, sao cho năm cái ngón tay này, nó dính lại nha, rồi bỏ vô miệng sao cho nó không rớt cục cơm. Em hốt một phát là bắt đầu tay em nó dính tè le, rồi bắt đầu bỏ vô miệng nó dính môi rồi rớt, cực kỳ khó ăn hơn đũa nhiều. Chính vì cái đó mà tụi nó gọi là sao ta, đứa nào thấy em ăn đũa nó vô phòng em, nó thấy em ăn đũa nó ngán hết đó.
Em ăn chính vậy, em nấu ăn chung với mấy người đó em cũng thấy mình tự nhiên mình thấy mình lạc rồi đó. Thì tụi Nepal này, tụi Yemen này, tụi Ấn là nó ăn đều ăn bắp hết. Đứa nào nói chung là nó ăn bắp thì nó ăn thôi. Mà lần đầu tiên em tới em thấy nó ăn bắp thì cũng sốc thiệt. Nó ăn ăn cơm nha. Bữa đó em nhớ là có 5-6 đứa vậy, nó bỏ ra 4 cái muỗng, thiếu một cái muỗng. Nó kêu thôi mày ăn đi, tao ăn bắp cho. Lần đầu tiên em thấy ăn bắp, em thấy nó ăn mà súp, bữa đó là ăn thịt cừu. Đa phần mấy nó có ăn thịt cừu nữa, mà thịt cừu tanh lắm em ăn được. Bắt đầu nó đổ thịt cừu mà có nước súp, em đuổi bạn nào cũng hốt, thì ăn trộn mày bạn nào cũng hốt, cũng ăn nhìn đỡ gì đâu luôn. Riết là nhìn nó quen nha, riết là nhìn nó quen mình cũng tập. Sao mình tập không được? Thì tới bữa đó mình nấu ăn chung thì bốn thằng mà ba thằng kia nó đổ ra một cái khay lớn nha, xong ăn mình lấy cái tô xong mình lấy đồ rửa mình ăn, xong mình nhìn lại mình không giống ai hết nha. Tự nhiên trong khi bốn thằng chơi thân ra ngoài, ba thằng nó nấu ăn xong nó ăn đâu một cái đĩa, mình múc ra cái tô mình lấy đũa mình ăn, mình thấy mình tự nhiên mình thấy mình sao nó khác người quá, ghét quá bỏ, kêu mày chỉ cho tao ăn cái này đi, bắt đầu chỉ ăn mà ăn không được, tập mấy lần mà ăn không được ghét quá bỏ, thì thôi thằng đuổi nó nhanh. Nhiều trải nghiệm sụp vị cực kỳ. Nói chung mà mày nó học thì em học thì gọi là cũng ít thôi nhưng mà trải nghiệm được nhiều. Tại vì tính em thì cũng học, nói chung mình thẳng là học không giỏi, không thích học lắm, chỉ thích đi rồi học, nói chung mà không có thích học chữ kiểu như học mà một trong một khuôn khổ mà biểu, ví dụ vô biểu em học mà dạy cho em môn như là human value là giá trị con người rồi mấy môn về kinh tế vĩ mô, kinh tế vĩ mô mới năm đầu tiên anh vô kỳ một cho em học kinh tế vĩ mô hả, mà học tiếng Anh nha, rồi bắt đầu kiểm tra nó cực kỳ khó luôn. Trời ơi, học đâu có biết gì đâu, cứ lên lớp là em gọi chơi chơi xong vì trong giáo viên cứ gọi lên, biết là gọi lên hỏi mày có vấn đề gì không, anh nói mọi thứ đều là vấn đề với em ấy, mọi thứ. Yeah, có everything. Em nói mọi thứ đều là vấn đề của em hết. Họ họ đâu biết gì, họ đâu biết nói gì đâu. Họ nói cần gì tới họ giúp thôi. Mà cuối cùng mình cần nhiều quá nên mình không dám tới, ngại. Mà đúng học kỳ đầu khó khăn hơn, học kỳ 2 thì đỡ hơn. Học kỳ 2 thì nói chung mình khôn hơn, mình bên đó cũng có câu là quan hệ là tiền tệ đó. Đúng rồi đâu. À đúng rồi, cũng là quan hệ là tiền tệ đó. Kiểu vậy đi. Cứ học mình học thì ít, mình tới mình nói chuyện với giáo viên nhiều, rồi giáo viên họ cũng cho điểm mình cao hơn là học sinh quốc tế nè. Rồi họ cũng gọi là chắc là tại vì một phần cũng là marketing đó. Sale là nhiều. Thì người ta cũng kêu mình, ví dụ mình học sinh mình cũng là một thằng gọi là bốn, hồi đó là ba tụi em là ba học sinh đầu tiên của Việt Nam là quốc gia thứ 50 52 53 gì của trường á, là quốc gia. Rồi cũng ghê lắm, cũng phát cho thường là nó có một cái kệ dài để trưng bày mấy lá cờ các nước á, người ta cũng làm cho Việt Nam một lá cờ. Xong rồi gọi là quay mấy cái video nhỏ rồi marketing là có nước Việt Nam rồi kêu lại chụp hình rồi các thứ marketing, nói chung mà trường đó marketing cũng dữ lắm. Nhưng mà đa phần trường nào cũng thế, trường nào cũng thế, trường nào cũng vậy. Những cái học sinh quốc tế cũng làm tiền, tại vì Ấn là em nghe nói là đi học là chính phủ tài, được chính phủ tài trợ nhiều lắm, nên học phí của tụi Ấn cũng rẻ lắm, nên mắc đâu. Ngay cả nó học thạc sĩ thì học phí nó cũng rẻ cực kỳ luôn. Anh học phí của anh một tháng mấy? À, anh thì học phí của anh thì hồi đó anh nó apply là học phí là không trả này, học phí 100%. Học bổng. Ừ, học bổng 100%. Xong rồi tiền ở thì được giảm 50%, là anh đóng 1.000 đô trên một năm, là phí của anh cực cực kỳ rẻ. 1.000 đô thì tính ra 20 mấy triệu, thì một tháng anh chỉ trả 20 mấy triệu, một tháng trả chưa tới 2 triệu, nhưng mà bao gồm một ngày ăn 3 bữa luôn nha. Nhưng mà ngày không bao giờ ăn đủ 3 bữa. Cứ sáng nào không ăn cái bánh chapati, xong mà uống sữa bò. Anh biết sữa, không phải sữa bò, sữa trâu anh nói nhầm, sữa trâu. Người ta uống sữa trâu mà sữa trâu nó tanh, uống bữa đầu trâu bụng nghỉ, tụi nó sợ bỏ không uống. Uống nước lọc. Uống nước lọc cho chắc á, em uống nước lọc. Mà mới đầu qua nha, là em nghe cái bên Ấn có một cái mùi cực kỳ khó chịu luôn. Xong ở riết nó quen.